đồ tôi đi chợ tôi đi mua là người ta đem tới giao, nhưng mà đồ uy tín, đồ mà đem giao lơ mơ tôi sắp tôi trả là liền. Con lừa con nào thì tính tiền con đó. Đây em có giá cả cô nhỏ trăm rưỡi nha. Ngồi quán vỉa hè mà sao tính giá cao quá vậy? Đúng, tôi bán vỉa hè, nhưng đồ của tôi xài toàn là đồ cao cấp nè. Tôi tránh cho tôi thấy tôi xài được phấn nè. Từ hột tiêu cho tới giọt cái phấn cho tới bột miếng ớt tôi phải là chọn lọc. Chứ không phải người ta làm mẫu, làm tả, làm dơ, làm giá. Tôi nói thiệt với cô, cái đời người của tôi sống tôi làm, tôi đem cả cái tâm tôi ra tôi làm việc. Chứ không phải tôi làm bậy làm bạ. Nếu như tôi không có cái tâm thì ngày này tôi không có được như vậy đâu. Đó là rõ ràng. Còn ai muốn nói gì đó là cái chuyện người ta, cái người ta ai có một cái người có quyền nói thì cái đó là người ta nói, mình không có miễn bạc. Còn cái nữa tôi nói cái gì tôi không nói gì hết. Tại vì ví dụ như người ta thích á thì người ta nói khác, người ta không thích thì nói khác. 30 năm, năm đó tôi 27 tuổi mà năm nay tôi 57 tuổi. Nói đúng ra là phải là mình nhảy ra là mình nấu ngon vậy đâu cô. Thì cũng như mình, cái đó là đúng ra là cũng là cái kinh nghiệm sống. Ví dụ như mình nấu bữa nay sai thì mình ngắm thấy là cái đó sai mình sửa. Vậy cái kia sai thì mình sửa. Chứ đâu phải mình 2 với 3 là 4 rồi mình làm cho nó ngon, không có. Hồi đó giờ không có chuyện đó. Nó đúng vậy, nếu mà đúng đánh, nắm mà vững nghề là mười mấy năm nay tôi rất là thiệt là tôi biết là nó xin lỗi một câu là bữa nào á mà tôi xuống màu một cái là tôi nói là cái màu bữa nay không đẹp là tôi biết là tại làm sao liền luôn. Đó. Còn tôi nói thiệt với cô, không phải con người sống người có phải có kinh nghiệm, mình mần bao nhiêu năm mình phải có kinh nghiệm vậy thôi à. Chứ không phải mình mới nhảy ra là mình khéo khéo gì đâu, nói đến mình tôi vững nghề thì là mười mấy năm nay. Tôi không có chặt chém ai hết. Ví dụ như tôi xin lỗi một câu vô à, cô ơi cô bán cho tôi một câu 20 ngàn, ok tôi vẫn bán 20 ngàn. Còn nó xin lỗi chỉ cái đó mà biểu 20 ngàn, cái đó là khác rồi, đúng không cô? Cụ thể ví dụ như còn tô bánh canh không là 20, 30, phải bánh nổi nhiều thì 30, bánh nổi ít thì 20. Còn á hả, bánh canh thịt nạc 40, nạc chả là 60, giò chả 70, giò chả tôm 80, còn đủ thứ loại một là 100, là thịt cua cũng đồ cao cấp như thường, nó chỉ là thịt cua thì nó rẻ tiền hơn chút xíu. Còn càng giấy nhỏ nhỏ thì nó là 150. Còn cái hàng xịn đó, cái bằng đó là nó ăn theo kiểu mà nó theo kiểu giỡn giỡn của tôi là ăn theo kiểu đại gia đó, thì là cái càng cua lớn. Đồng tiền nào thì đồng của nấy, chứ đâu phải ai 300 ngàn tô bánh canh thấy cái mặt tôi là nói 300 ngàn tô bánh canh là thiệt. Càng lớn nè là một tô nó chất lượng. Cô cũng thấy là Vũ Điền cũng với nó vô đây rồi. Và cô cũng thấy ông Vũ Điền, ông nói chuyện như thế nào. Ông là người trải nghiệm xác thực nhất. Và câu nói của ông là đúng đơn đúng nhất. Cô có 40 ngàn thì cô cũng có ăn được tô bánh canh thịt nạc. Mà miếng thịt nạc tôi xách lên nó thơm thiệt thơm. Cô có 40 ngàn mà cô ăn được tô bánh canh thịt nạc thiệt ngon rồi. Cũng có bánh nổi, cũng có quyết. Nhân viên chả cá của tôi á, chả cá thắt lát tự tay tôi làm. Tôi hứa danh dự một câu là tuyệt đối không quá chất. Đồ tôi nấu ra không quá chất, không pha hàng, không cái gì hết. Nói thiệt, đồ của tôi là đồ tươi, đồ nấu xin lỗi chứ. Nói một câu xin lỗi, đừng có nói tiếng năm sao. Nói ra một hơi chả đụng chạm. Tôi thì không có muốn đụng chạm với ai. Dạ rồi cô ơi, mình chỉ muốn bình yên thôi. Nói xin lỗi nha, 400-500 ngàn cũng có nữa đó. Chứ không phải là mấy 300 ngàn đâu, thiệt đó. Nhưng mà ai nói thì cái chuyện của người ta, cái chuyện đó người ta tôi miễn bàn. Nói thiệt với cô bây giờ, hiện thời bây giờ ai nói gì đâu, cái người ta mới đi khi các bạn đi thực tế đi. Nói chung là hồi nhỏ cũng ăn rồi, cũng bình thường à. Thì nói chung ai thích thì ăn thôi, đâu có ép đâu. Nếu mà nó hơi, cảm giác nó hơi mắc thì hơi bất ngờ chút. Mà thích thì ăn thôi. Hồi đó hồi nhỏ ăn cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng mà thì thấy thì ăn riết thì cũng bình thường à. Nhiều khi mình bán mắc mà người ta lại mua đó. Mà như mà bán đúng mà. Cái vị thì cũng ok, cũng ngon. Và cũng không biết sao miêu tả nữa. Mua vừa bán ra sao chặt chém. Người ta có nói trước mà, chứ người ta đâu có nói là, đúng không? Người ta có nói trước thì nó mắc hay rẻ thì chủ quán người ta có nói trước. Với mình thì mình thích thì mình ăn, không thích thì thôi mình bỏ đi thôi. Chứ đâu có nói thế nào là chặt chém. Chặt chém là giống như là mình vô cái chỗ nào đó rồi không biết gì hết, rồi người ta giống như cảm giác
mình bị lừa cái món đó rồi mới gọi là chặt chém. Mình tới hôm lần đầu tiên à, lần đầu tiên à, thấy trên mạng đăng quá là mình tới tới thử thưởng thức cái bánh canh cua như thế nào. Lần đầu tiên đi ăn mình ăn cũng cái món trung bình, thì sau đó mình thấy thưởng thức ngon mình sẽ thử cái món bánh canh cua 300 ngàn. Thì 300 ngàn nói chung đối với cái quán như vậy thì giá cũng cao. Thì ai cũng thích là để tìm hiểu ăn một lần cho biết vậy đó. Tại anh thì bạn anh ở đây thì anh tới đây thưởng thức thôi, anh là lần đầu tiên tới đây thì anh cũng thấy đây cũng hơi bất ngờ, tại khu này rất là chơi khu lao động mà bán cái giá ở khách sạn 5 sao mà tồn tại đến bây giờ thì anh thấy cũng rất là bất ngờ. Anh thì anh chỉ muốn ăn tô bình thường trước rồi coi sao, từ đó mới đi lên. Thì em ở đây cũng lâu rồi nhưng mà thật sự em ăn ở đây cũng không có nhiều. Cái giá mà 300 ngàn thì em thấy cũng khá là cao so với mặt bằng chung á. Nhưng mà về chất lượng thì đó là xứng đáng. Dạ, theo ý em thì như vậy. Mặc dù em chưa ăn cái tô 300 ngàn bao giờ nha, nhưng mà em thấy chất lượng hiện tại á thì em thấy là rất là ok.